chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin của Media Môi trường Đô thị Việt Nam. Bản tin Media Môi trường Đô thị Việt Nam sẽ có cái nhìn tổng thể khách quan về lĩnh vực môi trường đô thị và các khu công nghiệp, đánh giá tổng thể chuyên sâu cũng như tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nội dung cụ thể mời quý vị và các bạn đón xem ngay sau đây. Nhân dịp tuyên truyền pháp luật cho bà con dân tộc vùng biên giới cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đã tặng quà và cờ tổ quốc cho bà con ở dọc tuyến quốc lộ 12A gần biên giới để chuẩn bị đón Tết. Ngoài việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường nối cửa khẩu quốc tế Cha Lo sang nước bạn Lào, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đang đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân biên giới sống dọc hai bên tuyến đường, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường quản lý. Tại một buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho bà con đồng bào, dân tộc vùng biên giới kết hợp tặng hàng chục suất quà cho bà con nhân dân đón Tết của lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình. Cùng với những nhu yếu phẩm thiết yếu, lực lượng cảnh sát giao thông đã tặng cho bà con hàng chục lá cờ tổ quốc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân khi Tết đến, xuân về. Chị Hồ Thị Mun, bản La Trọng, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình phấn khởi nói rằng: "Chúng tôi được các chú cảnh sát giao thông tặng quà Tết và một lá cờ tổ quốc để treo Tết, rất là vui mừng, rất cảm ơn các chú công an." Chị tu tiền chung giao thông ôn quà ôn che Tết rất là vui, rất cảm ơn các chú. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con dân tộc vùng biên giới sống dọc bên hai tuyến đường là việc làm thường xuyên, liên tục trong thời gian qua của lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình, nhất là vào dịp cuối năm, lưu lượng phương tiện đi lại trên tuyến đường tương đối đông, tiềm ẩn nhiều vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông. Chính vì thế, công tác này đã được chú trọng hơn. Lực lượng cảnh sát giao thông vừa tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời có nhiều hình thức để động viên nhân dân chung tay hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Trương Chí Dũng, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, tất cả cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Giao thông đóng góp một cái quỹ nho nhỏ đến với đồng bào vùng xa, vùng cao. Một món quà tuy không lớn nhưng đó là một niềm động viên, tặng một số nhu yếu phẩm và một lá cờ tổ quốc để cho bà con hai bên tuyến quốc lộ 12, từ km 104 đến cửa khẩu treo cờ tổ quốc để đón năm mới. Tất cả cán bộ chiến sĩ Phòng Giao thông đã đóng góp một cái quỹ nho nhỏ để đến với đồng bào vùng xa, vùng cao. Một món quà tuy là nó không lớn, nhưng đó là một cái niềm động viên, đã tặng những vật yếu phẩm và một lá cờ tổ quốc để cho bà con hai bên tuyến quốc lộ 12 từ km 104 đến cửa khẩu là treo cờ tổ quốc để đón năm mới. Cùng với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương, công an các xã vùng biên giới để tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vận động người dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, đảm bảo nhân dân vui Tết đón xuân được an toàn, vui tươi và lành mạnh. Những lá cờ tổ quốc được lực lượng cảnh sát giao thông trao tặng cho bà con được nâng niu, gìn giữ và trang trọng treo lên để chuẩn bị đón năm mới trên những bản làng vùng biên giới. Bản tin Môi trường Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những số tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về tòa soạn, tầng 17 khu văn phòng tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể liên hệ qua hotline 0912 345 014, 0961 713 713 hoặc hòm thư email mediamoichuongdothi@gmail.com. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!